Hello các bạn, chào các bạn đến kênh Nguyễn Hải nha các bạn. Yeah. Hôm nay ông Hải điện mình ở đây á, kêu đợi ông làm gì không biết, có chuyện quan trọng gì để nói, có chuyện gì mà để tâm sự hay là bà Nguyên làm đạo, cái chuyện tâm linh. Mày bị điên à? Gì ông nội? Nói chung là bây giờ anh đi đâu rồi đó, sắp về đó. Chúc tôi còn quạo lắm nha. Mẹ mẹ mày. Quạo gì trời? Quạo á. Thôi gì? Hôm qua ăn xịn thì đỡ cái bớt đi. Tại trời nóng quá, nắng cực quá. Ê, phụ nữa kìa. Em biết em thương ai mà. Biết không? Các bạn đợi em đi lát nha các bạn. Vắng Minh Lập Khe với Dương Cảnh nha bạn. Ông nội ông bữa hổng hay gặp sao rồi? Còn hay gặp đó, sẵn sàng làm chú chưa? Ai là kiếm cục gạch cho tao. Kỳ ghê, tự nhiên ta hay gặp cái trong clip này trong vai Tuấn Thui. Gì trong vai Tuấn Thui gì ông chờ. Nội này bữa nay không? Bữa nay anh sao á? Rồi ông ớt âm. Tuấn Thui trong vai quần chúng. Mỹ Sưng trong vai cách cách. Từ béo trong vai thái giám. Không phải. Từ béo trong vai thái giám. Thái giám mặt sờ rồng. Quốc Nghĩa trong vai hoàng tử. Tao thấy mà tao mắc cỡ giùm luôn á. Trời ơi. Hoàng tử ăn. Cũng đã cố lên chạy xe đâm đầu không chỉ chờ. Kêu ngồi đây làm gì đỡ thì giờ sớm giờ 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Hai, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Các bạn biết gì chưa? Yeah. Rất là dễ thương luôn. Gì vậy? Bộ đi thi đại học à? Đi chẳng, gì? Cái gì mà ai mặc nhăn gì, ẻ, giống ẻ rồi. Bạn còn nhớ vụ ngày hôm qua mà mình chim bự cho bá không? Thì rồi cho anh hai mấy tôi đâu có dễ đâu. Ừ. Trên này thì trên tôi, thà cho mấy này trên tôi. Tớ số mày nghe mình. Con cảnh luôn. Bắt tay. Này không thấy mặt nữa, bên này có con Tuấn Thúi với bạn lên đây chơi với bạn. Nói chuyện không mỗi làm cái gì. Bọn thi rớt gì vậy mà thi lại đi. Ông nội vô con nghỉ học lâu rồi, nghỉ học năm lớp 4 bây giờ. Cũng thi đề cương. Nó chơi thì bà hello mọi người chưa? Rồi. Hello mọi người nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Nguyễn Hải nha. Thì hôm nay không có mặt hàng đó các bạn cũng hiểu sao bạn. Ở đây Lọt Khe với lại Tắc Hư thì không có mặt ở đây. Thì mình xin trân trọng thông báo một tin, chắc là mừng lầm sẽ đi tìm trẻ lạc thêm một lần nữa. Thì trẻ đó là ai thì trẻ là ở đây nữa không? Tìm trẻ lạc Phạm Văn Minh có con chim 20 kg. Anh tặng con chim 20 kg chứ rồi chạy. Tại nó con kêu quá thì nó hơi lố. Mình nói con chim thôi chứ lịch sự các bạn. Thì đây nè. Tìm trẻ lạc Phạm Văn Minh có con chim 20 kg. Dạ 20 kg. Khi đi chỉ mặc Lọt Khe, đúng Lọt Khe không? Đúng. Chứ có Lọt Khe đúng không? Đúng. Số điện thoại này của ông Minh. Và tên này của ông Dương Cảnh. Là sao? Thì có gì điện cho ông Minh thì liên hệ với nó, thì gặp nó thì điện cho nó về, đúng không? Thì có ai gặp được kêu nó về nha, chứ đi luôn đừng về, về đập bỏ mẹ liền. Bỏ mẹ với tao liền nha. Ủa vậy kiếm gì? Gì? Vậy kiếm gì? Kiếm thì có gì đó. Thì cho nó có chuyện để mình chơi đó, chuyện mình nói. Đây mà nó con chim tới 20 kg. Mình nó làm gì bữa nó làm vậy chơi. Mà hôm qua nó làm xanh mặt. Má thằng tức lắm mày. Nữa là nó nằm cho bá. Bự với lớn. Mà ơi mà tôi tưởng thiệt cái giờ xanh mặt mày luôn á. Bây giờ vậy đi. Bây giờ mình nói đây đi, anh với Nghĩa đi giá. Dạ. Ok. Đi mạnh khỏe nha anh. Ông nội ơi. Đưa khẩu trang cho anh. Thu khẩu trang phạt 30 triệu á. Cảm ơn. À, chơi lát đó, chờ đợi mình dán tất cả các khu phố. Đi lẹ nội nữa nha. Quên. Cậu chở tàu. Dán đây xôi rồi, ra chợ dán á. Mà thông cảm ra mình hơi bệnh cái mình khăn tiếng các bạn. Chuyện gì. Tại bữa xuống ruộng mình la lận quá trời luôn cái này khăn tiếng. Này bao nhiêu tấm? Mấy tấm này? Mấy tấm nữa tầm. Này trả lạc này trốn không khỏi đâu. Các bạn mình cũng khổ bởi vì không có tiền để liên lạc tìm kiếm. Bởi vì mới làm theo cách dán này nè. Đừng làm theo nha bạn. Bất cứ không làm theo mọi hình thức. Ok, đi tiếp. Chậm gì vậy? Dán này nè. Giúp con đi vé đi cô ơi. Đang tìm trả lạc. Dán mọi hình thức.
đi nữa, đi nữa, tiếp tiếp. Yo 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 yo. Đang lén nè. Đang chú ơi. Đào phạt cơ. Giờ xe đi. Không thấy gũi. Thì sao chạy thẳng không lũi thằng cắn. Thằng cắn gì? Thằng cắn. Thằng thùng. Không cắn đâu. Đó luôn. Đụng máy giấu xe luôn kìa con. Anh đi bệnh kêu chị với Thanh á, lâu lâu điện cho điện cục với ông Tám điện đi. Số thoại để anh gửi cho em á. Dạ. Mày đợi nó thì mày khùng lắm rồi, mày điên gì mày bạc mặt cũng vàng rồi chứ mày. Ra <Gan. cười> này á chạy lên đầu chứ. Không có. Hello mọi người nè. Hello tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đến kênh Nguyên Hải nha. Ủa ra sao lặng rồi? Thức khúc gì vậy? Thức người hả? Móc ra rồi. Hello, rồi. Hello mọi người nha. Rồi, nhức nách ha, đợi sưng lên, sưng con. Nói này với các bạn luôn, cũng bệnh bị lớn. Đỡ lắm. Ba mọi người nha. Bốn mọi người. Đây là ẩm thực đi. Ừ, lâu quá. Đi nè. Tầm nguyên ổ. Đi này đi. Đường này bị gào rồi. Đường này nè. Đường này đi. Đường này nè. Đi gần hơn. Đường này nè. Đi này đi. Nói đẩy đẩy. Bướng. Qua trời. Ngoan đi trời. Lớn hơn. Ê, là ngào mà ẩm thực có mặt ảnh. Lớn lớn. Lớn hơn lần nè. Lớn lớn. Quay tắt cái âm mẹ đi, ai hiểu hoài vậy. Lớn. Không phải anh Cảnh đâu em, Minh anh ơi. Cái gì vậy? Sao kiếm tao? Nhiều Minh nữa anh Cảnh. Minh nội. Ai đi Lạc? Lạc kia không có nội. Lộn số không nổi hơn. Lộn số rồi, đi đâu đi. Tao già đầu Lạc gì nữa. Ủa gì vậy? Đây. Anh ơi. Ai đây mày à? Tự nhiên cái ông nội này hỏi anh Cảnh hả, gặp mày kiếm thằng đi lạc gì đó. Chẳng biết hai mày đi chung mà kiếm mày gì đó, thiếu nợ. Thiếu nợ ngân hàng quá không? Tao đâu đâu. Ta có một người luôn nói cái mỏ. Một người ăn chật. Đúng không? Tao có một người ơi. Nè, người giấu trên nè không thấy hả? Trông quá. Ai đi nghe máy đây. Nội này quýnh gì vô trời. Đi quay tắt. Đi quay tắt âm mẹ đi. Alo. Ông nội ơi, khoan Cảnh. Trời. Cảnh nào chứ đâu phải tao. Tôi không có đi lạc. Tôi là thằng Minh nè, tôi không có đi lạc, không phải thằng Cảnh. Lộn rồi, lộn số rồi. Gì trời. Kì vậy. Tất cả đêm nội ơi, lộn rồi. Gì trời. Mày điên hả? Ủa gì trời. Gì vậy? Vậy? Trời. Thấy không á. Cái gì vậy? Ủa, ai quánh cái mỏ mày giữ yên Minh? Cái gì vậy? Ai dán gì vậy? Gì trời? Trời. Tìm trẻ lạc. Rồi quỷ sứ nào mà in số điện thoại với hành tôi trên đây vậy? Số điện thoại có ông Cảnh nè. Đâu có Dương Cảnh đâu đây nữa. Nè. Có ai gặp thoại. Ủa số điện thoại của mày nào mà sao? Số điện thoại của em. Sao để Dương Cảnh? Ai mà có dạng 20kg nè. Ừ. Đâu gì mà con chim 20kg. Nhậu là trời. Mặt luôn. Số điện thoại gì tôi làm, tôi đã gì tự nhiên cho số điện thoại người ta chi, thằng quỷ sứ không nạn nào mà lấy tiền trời. Đâu có tên cung cơm nữa nè. Đâu là trời. Sao ông nội này, ông Minh chứ mà ai chân á, ông chơi kỳ vậy. Thằng chó mày, có ai khùng ghi in tên mình vô đây không? Thám, ông chim 20kg rồi Thám. Ông chơi không? Ông nội này ông chơi kỳ vậy, rồi tôi. Mày làm ăn sao mà người ta làm gì vậy? Ai mà khùng ghi in tên mình vô đây. Nhật ông có. Mà ông nội Cảnh ông chơi với tôi phải không? Mày ác nó nhỏ này. Về đập chết mẹ. Về đập bỏ mẹ luôn, cẩn thận luôn là chờ. Quay. Tìm cái lạc của mình có con chim 20kg. Cái này á. Nội cho Cái này là mày. Mày cho anh tao chứ mày bị cận tình đi Cảnh vô mà số điện thoại mày. Ai đó nghe nè. Có nào khùng mà cho anh ông rồi ghi số điện thoại tôi lên điện tôi không? Rồi mày bỏ cho em sim cùi bắp, sim 20.000. Đâu là trời sim. Mà số điện thoại mày cũng số không 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 một luôn nè. Không phải số tao. Số của tôi. Mà tao là tên cũng cơm tao luôn á. Để nghe nữa coi. Dương Cảnh cái nữa, tao đập cái điện thoại mày bỏ luôn. Quá trời, chuyến này mày ghen này á.
Alo. Bà nội ơi, bà nội. Lộn số rồi. Đi đi. Tự nhiên cậu. Cậu gì? Nói gì hả? Con đi lạc cái đâu đi con? Ở đâu? Ở đâu? Bây giờ mới đi chồng. Cậu ô. Bà Duyên chăn trâu. Thằng ơi, chờ 11 con chờ. Không lẽ ra bộ nha. Bữa giờ giấu thánh thằng ơi, bữa giờ bị bị dù xuống điện thoại với bộ phe nè trời. Có không? Có không? Khủng gì đi đi phe làm gì? Quay lùi cho. Tao ghét mày làm cái nổ nổ tao ghét. Rồi rồi. Ai 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 mà chơi thắc đức khi chơi chơi lấy hình tay in lên lên vậy trời. Mày có hồn nào tự cho mình đúng không? Tự cho mình luôn không? Mày đi nó tại vì bỏ cái hình mày đâu. Cái gì? Mày điên vừa thôi mày ơi. Trời ơi, hồi đó. Ai điện vậy? Ai cho anh đâu? Cho anh đâu ra? Ai điện? Ai? Hello. Ai? Cho anh đâu ra? Nè. Ủa mắt con sao nó tỏ dữ trời? Cái gì vậy? Ai dám? Ai dám? Ai dám? Lộn số mà nội anh Kim tôi có ký thì không tới ký đây mà nói hàng chục ký. Cái gì vậy? Bà nội đâu có điện ấy. Ở ai dám ở đây? Dán đâu? Ai biết đâu? Dán đời nào không? Nhà nhà của ai vậy? Nhà của bà chị Đào nè. Tìm trẻ là. Tự nhiên điện ta nói con cu con bự lắm hả? 20kg chị. Anh cu con 20kg cái bự lớn không? Ừ ra qua luôn hơn cục xíu. Cục hơn xíu. Ai dán ai biết. Con cu này nữa nè. Trời ơi. Thôi tao biết rồi. Cái kiểu này kiếm khách nè. Cái kiểu đi kiếm khách nè. Rõ ràng. Rồi mình đi đi. Rồi mình đi đi. Con ngừng này ghê quá. Thì nói ông chú mày. Tại mình có chị 20kg cao không? Đi chơi với mày, bữa nay tao mới biết là. À, tao nói mày rồi, cái kiểu này nè. Cái kiểu này các bạn. Đi kiếm khách mà biết tao tôi vô sợ lộ ba. Chó. Ông 20kg. Ông chứ mày chứ. Tao cô 20kg cỡ bằng nóng tán này không trời. Cỡ nóng tán. Tao tôi vậy đó, tôi biết tôi khủng gì lên. Có làm không? Có làm không? Bữa không nhớ không? Điện hoài luôn á. Mấy bữa tao bị cho là tao lấy điện thoại thằng An lấy điện thoại tao mấy bữa giờ tao bị cho nhiều vụ này rồi. Dài không? À, chớp chớp nữa nè. Bà Duyên chớp chớp nữa nè. Bà Duyên chân châu chớp chớp nó cả này lên da ừ. Cái gì dương cảnh quậy trời. Ông nội. Đằng bà điện không à? Bà cũng hỏi ơi. Cà mệt luôn kìa. Nói với bà rồi anh cu tôi chưa tới 10 kg mà nó 20 kg. Nó phải thì lộn số rồi, nào dán lên á, biết đâu. Ờ vậy thôi đi. Không có thì sao? Phải. Không có sao tao dán? Không có sao tao dán? Gì? Mày tao hứa bạn có điện thoại mới tao bấm ghê không? Trời ơi ai dám cái hồi thằng ơi. Cái điện thoại bị đâu. Cái điện thoại nghe đồ. Ôi trời. Dạ bà bữa nay cho anh. Đi không rồi vậy à? Ỷ số điện đẹp thôi thằng ơi. Bà đặt alo. Mấy số điện đẹp mà điện thoại đẹp. Biết mà. Điện thoại mới, số điện thoại cũng mới luôn. Điện mới kìa. Rồi cái này bỏ sim luôn. Dán từ đây qua đồng kia là tới cái đồng lâu rồi. Cách đến đi. Cách miếng bọc đi, em theo ăn luôn. Cách miếng bọc đi, em theo ăn luôn. Cách miếng bọc đi, em theo ăn luôn. Cô 20kg chứ không có đi khách. Nói nào gũ đi khách với anh đó. Đi kể đi. Nói làm gõ gạt, tao nói gạt không? Gõ gạt. Đi khách gõ gạt, đi khách gõ gạt. Đi đâu? Có mày rồi, thì yên ta tao vô chứ gì. Cái chó này. Chắc lấy cây tao dụng cái bể đầu. Chơi kỹ trời, chơi lấy ảnh cho dám thằng. Đẹp quá, đẹp. Đi đẹp đi quá sao đẹp. Đi kia là không thật chưa đi ngậy. Đi về gió nhanh. Ai điện nữa kìa. Không gài tiền đâu mà mua điện thoại. Ừ. Đi đi khách nè, nó điện điện thoại nè. Đi khách điện tên tao vô. Ê ông dám cho anh mẹ con không cảnh á. Đâu? Ổng chứ ai. Anh đúng không? Anh lại chạy. Ừ. Có ai khùng biên tên vô. Ông cảnh lắm cho anh mẹ á. Có anh ơi. Có không phải. Gì cảnh hả? Cảnh nào? Cảnh lặt á, cặt lạnh á. Cảnh lặt là phải tao rồi. Vì cảnh ta khư đúng hả? Ta là đổ dương vật chứ phải đổ dương cảnh à. Đây là dương cảnh mà không có phải, tôi không có đi lạc, không cứu lại vô, cứu lại. Nó là cưới không có điện nữa. Trời trai ngủ luôn, trời ơi là trời. Trời quá, đi. Chứ bây giờ dịch bệnh chính gì ra tiền. Nội rồi, đi khách, đi khách, đi khách mà không đi khách không có tiền. Có không nghe đi khách. Ngoài chứng đi. Bây giờ đàn bà chứng này không á. Mệt, mệt chứ không nội quá. Nghe giọng ba mấy bốn chục rồi. Kìa điện đó kìa. Nè bắt ra không phải đàn bà, cắt cái đầu tao bỏ. Ăn thì lộn cho lộn đi, mày đã xui nè. Tắt máy rồi, tắt máy rồi. Tắt máy rồi, không bị nữa. Cái lộn với nó hả? Sao không đi làm thật trời. Thật nè. Ê, khách đây nè. Trời ơi. Trời ơi, bữa nay tới công chuyện mày ơi. Ở đây nó còn khô tô còn một đống nó dán nữa trời. À, ông trời Dương Cảnh. Cái đầu tao dán đầu mày á. Dương Cảnh, Dương Cảnh. Ông có hề tới đó, tôi không có hàm. Lộn hoài luôn á. Lộn rồi. Lộn rồi. Mình không làm mình đâu có sợ đâu. Đúng rồi. Rồi. Thôi đi về đi anh ơi. Chỉ đi.
Làm cái gì trời, tao làm món thật. Thôi mà, bây giờ không bị làm đi, lấy tao, tao làm thương hiệu. Thôi, làm tới làm đâu chắc không được. Hai chục tí mà. Tao mà làm gì chứ, đi khách là gãy cạch. Ờ. Ăn canh nhanh luôn. Tao ăn rồi. Alo. Bà nội ơi, bà nội tôi nói rồi. Cái đòn của đi đã. Đồng số à. Cuối cùng nha. Tôi nói với bà, tôi đi người ta chơi. Để nó đi, tao lỏng lời, tao sợ. Tôi đi. Minh lọt heo không, rõ ràng không nè, mà Dương Cảnh đâu đây? Tôi muốn hết biết luôn rồi. Chó này mày không? Mày em lỏng đó người. Xin khỏi quá. Ai lỏng nè. Mà thiệt rồi, hai người này chơi thiệt nè. Ai chơi? Mày chơi. Ai chơi mày? Ai? Đụng đồ cái mặt biến thái. Không có gì đi chơi. Bởi vậy người ta mới đèn ngủ đi đó. Mẹ nó không cái bột hết rồi. Nhiêu bạn? 20 ngàn. Thánh thằng ơi, đứng 10 ngàn hả má? Không, không đi đường kia chó gặn mà đi này quậy anh. Dạ chó gặn nội ơi. Trời. Tôm chuyện đó mà. Tôm chuyện đó là biên tao tao vô chị vẫn biết. À không nè, không nè. Thì nó son nữa. Trời. Biên tao đâu vô chứ vậy. Điện hết rồi. Cầm tấm gói làm gì? Hoài luôn. Kéo hoài đi. Mình đi hoài sao từ sao đợi trời. Ra chợ coi. Lại đừng nghe máy nữa. Đi hoài. Hay là vậy để đi kiếm chợ luôn không? Không có nghe nào, nếu mà là giọng cảnh mà có nữa là ông cảnh gián. Ừ. Ông chúng ai? Tao đó. Hai anh em này chung á. À đừng gom lên lại đằng trước cũng không tháo á. Không nghe rồi, không nghe. Đi đi nhà chó nhanh không? Không có, tao không có lại. Đúng rồi. Cái này khủng luôn rồi kìa, khủng thật luôn. À, tự nhiên xé nhầm. Khủng lộn. Coi đây đó. Coi đó, coi đó. Khỏi nói nè kìa đó. Kìa, tao gặp cái quần kìa đó. Đó. Sao? Nè. Cái đó không phải chơi cửa nhà nè. Nè. Cái này là gì? Cái này là gì? Ông dán chơi á. Phát hiện sao nó dán này. Ai nè, con nít không có nói dốc nè. Kìa, chơi dán nó tốn luôn kìa. Ông dán nó cũng phải luôn phải không? Trời ơi. Nè nè nè, hỏi con lại nè. Ai dán? Ai dán? Ai? Mấy thôi, đánh dán rồi. Không nói thì kìa, dán chứ cái nón luôn kìa. Đi đây. Đây. Nào chào nắng. Cái này nó dây trên nón nè. Bị dắt rồi nè, không sao đâu. Có ai khùng cho anh mà biết tên vô không? Không trai, không trai. Không trai. Ông biết tên vô. Alo. Lộn số anh ơi. Đâu rồi, giấy nữa đâu rồi. Đi làm ba ông á. Lộn số rồi. Đi ra chợ nè. Mày nói rồi, tiền tao quên đợi. Điện này chứ tôi chứ điện của ai? Cái này tao thấy mày hốc hác nè, giảm cân nè. Đi cắp. Chỉ có đường nói thôi. Đi gì nổi đi. Cái bỏ trong nội, ông nội dẫn gì vậy anh? Ông cảnh giác. Tại bị cắp. Cảnh giác chứ mấy. Có ai khùng giác biên tên vô không trời? Có ai nào khùng giác đi biên tên vô không trời? Hiểu mà hả? Mấy bạn cứ liên hệ với chỗ này nha. Ông giác xong kêu. Thì giác ngược lại ổng, giả thù lại. Đánh mà. Rồi. Cái gì? Ông có làm nha. Nói ông làm sao để tên ông? Có ai nào khùng làm mà để tên mình không? Chứ ông khùng giác khùng. Không mà dạ đứng kè không? Không biết ông lợn kè luôn hết chưa? Rõ ràng thấy không? Rõ ràng thấy không? Ông biết ông là ông gán rồi ông lợn kè luôn rồi. Đó, đó chưa? Tao kè tao tao ơi ông làm rồi bao tôi trả thù rồi. Tao kè tao tao nha. Kè tên ông gì? Thằng trời gián luôn trời. Trời điện nước hả? Anh gián anh mới biết chỗ. Tao kè tên tao mày. Nguyên cái trời lại dạ. Trời. Anh gì anh Hải? Ủa là trời. Anh Hải. Anh gì vậy? Ôi, dán cao này không phải của tao nha. Ừ là trời, ông coi cái thằng lùng này dán tới không? Nè, chịu, tao dán đây rồi. Ủa, mình dán đây làm gì? Tao đang muốn nước cho hoa quả. Cái ngang thoại kìa. Tao đau bụng với trời. Đi chơi gái mà bị chạy. Ăn uống vô rồi ẻ thuốc bình thuốc quắc. Alo. Nổi với thằng bữa nay em đó. Ông số à. Em đi chơi bây giờ. Hẹn nay nó có con cu 20 kg. Nó lộn số rồi. Anh không biết đâu. Cái này ai dán này với em? Ai dán hả? Ông nào dán hả? Không biết nữa hả? Trời ơi, không biết luôn rồi. Cô chưa được 300 gram nữa, nói 20 kg ông cũng lại rồi, đừng có ăn điện đi nha. Thôi mà, cái giá bạo mà. Vậy bắt má đi. Điện nó nói mà mày trẻ lạng cô 20 kg sao mày đi nổi. Cô 20 kg sao mày lại hết đi nổi. Có điện nó nói gì đó. Bây giờ hỏi anh Cảnh có ăn dán đâu đúng không?
Cảnh giá đâu, cảnh cho tôi. Giá ở đâu kìa. Chết luôn rồi. Chết tôi. Cảnh chứ không ai chân á. Mình rỗng đấy mà. Có gì em? Dạ, anh tao đây tao không làm. Ông làm sao không biết chỗ mà ông giấu ông che. Có nào làm mà biên tay mình vô ông chạy đi không vậy? Tên Viên Dương Cảnh vô đây. Con khủng nó mới ghi vô, ông khủng chứ ai khủng. Còn gì vậy? Để lũ đi kẹo nó kìa. Ông tào lao. Ca ba vậy. Chết chết con tội. Bà vậy mới nói dáng gì đẹp với cưng kìa. Ừ đó là chợ đẹp mặt đẹp mày dưới chợ dưới chợ. Mày hỏi bà chị rồi sáng giờ tao là bà chị đâu? Thôi bà à dạ. Tao thiệt với mày gặp tao như mày nó giờ gì nè. Đợi phục vô đi đổi quần luôn. Thôi sẵn là lậu trên đất rồi Trung Quốc đây chơi coi. Thôi đi nghỉ mua đồ bọn đi. Lậu lại không cáo được chứ. Mày người ngoài người ta không biết. Nè mấy bạn có liên hệ. Thôi giờ là nghỉ làm thật đi. Kệ con tắm kệ ông nội. Con tắm đâu nữa. Kệ đó. Nó sao biết? Vậy tao thấy luôn đó, tao chỉ vậy đó. Đó tao tao mới lộn. Đâu đứng đâu thấy. Nè, mày lên đây thấy hả? Điên cái gì? Kìa bà bảy kìa. Trời ơi, ngay thùng bà bảy nữa. Chứ ngày bảy ai ai dán tấm này vô đây bà bảy? Ai biết? Đó đó chưa? Ai biết dán? Thùng của bà dán mà bà không biết trời. Tao bán buôn ngay bà để đi. Anh hai chí Hiền là chí Hải vậy. Hải thôi. Anh hai là không biết gì chưa? Không ai biết gì chưa? Không biết gì chưa? Bên nhà mày cũng là. Sao bà bắt đây rồi? Ai mất đây nè? Ai làm cái gì? Ai làm bất lợi? Ai làm cái gì? Ai làm bất lợi? Dính luôn rồi. Ai đụng đập đó, ai đụng đập đó. Ai đụng đập đó. Chuyện riêng con nghe. Rồi rồi đáng nha. Rồi ông dán không? Ai dán thấy tao dán không? Sao bả nói? Anh hai chứ Hiền. Người lớn hay bị lẳng tai. Mắt tao thấy tao rồi sợ cho bả lỗ. Ai dán ai dán? Bây giờ có tiền là khui hết rồi. Nè. Ai dán cưng? Anh Hải. Ai dán nè, ai dán nè, ai dán? Anh Hải dán. Rồi. Cho nhỏ có 5 ngàn. Tao cho mày 5 ngàn hồi nãy. Ai dán quá lợi. Anh Hải dán. Mình giờ mấy ông chơi chơi quạo gì tôi dán á, có chơi có chịu rồi tôi dán á. Trời trời ghê quấn đánh à, quấn quấn lắm vậy anh, đó thì ông Cảnh đóng trịnh. Ai quấn lắm chị trịnh quấn được quấn được ai quấn đẻ mà quấn tôi quấn tao nữa vậy chơi mà chơi quấn gì không ai quấn gì chứ không có ai làm mà quấn tôi quấn lộn lộn tính trời ai làm không ai quấn gì chứ không ai quấn làm gì mày nè mày nè muốn ăn nè mày giỏi ra còn đứng kim kim nè ông Cảnh đóng sổ tao đi tự nhiên tiếng sao nó nãy không cường trả mới hết chứ lộn 10 ngàn tao mày sao nói ý thức mỹ thức ý thức ý thức ý thức chạy là chạy chạy đâu trời vô một cái cười vô cái không rồi đó ai cũng có vui bà đụng cho ông này em đi củi luôn rồi sao mà dám mày em nợ gọt đám nào nữa không vậy còn đám nào nữa ba trong kia nhiều lắm coi gì đi qua bển để khỏi điện cháy máy luôn. Vậy bỏ số thoại đi. Lập nghiệp luôn đây. Dạ, lập nghiệp luôn kìa, lập nghiệp luôn kìa. Đi nè, số thoại cho bắt. Mấy người nhỏ đi nè, xe ra kìa. Tao đi không ai biết chứ. Liêu liêu mấy thằng bị giáng. Chơi chơi bị ta để ta bị đánh không mà điện nghe đi. Dạ ông quạo mà mình ta chơi được cho mình được. Ừ. Quạo mình ngu. Làm gì ra chơi nữa. Chạy được dép luôn nè. Ra chơi nữa. Thằng là cái thùng ba trẻ làm hai luôn nè. Cho ly xăm đi. Không thật. Không thật cái tôi cũng phải ăn không thật chứ nó bụng mừ đây. Mày cho nó đi kèo kìa. Ở đây kiếm nước uống. Để không bây giờ các bạn thấy hay thì like và comment nha bạn.